Một mù, tin và sóng, xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề Hoa nhân ái. Có những món quà khiến người cho trở thành kẻ ban ơn, khiến người nhận trở thành kẻ mang nợ. Có những món quà khiến người cho trở thành ông chủ, khiến người nhận trở thành kẻ nô lệ. Có những món quà khiến người cho trở thành kẻ xâm lược, khiến người nhận trở thành kẻ bị áp bức. Những món quà ấy được đo bằng giá trị tiền bạc. Bạn có biết về một món quà khiến người cho kẻ nhận thành bạn của nhau, món quà khiến người cho kẻ nhận được trở thành người hơn, món quà làm cho người cho có cơ hội nhận ra chính mình, món quà làm cho người cho trở thành người được nhận, vì món quà ấy được cho và nhận trong tình yêu. Tôi muốn nói đến là hoa nhân ái. Mỗi loài hoa đều có mảnh đất của riêng mình. Hoa hồng chỉ nở trên mảnh đất màu mỡ, hoa xương rồng chỉ nở trong sa mạc. Riêng hoa nhân ái chỉ có thể nở trên sa mạc của lòng người, nhưng được tráng bằng một lớp đất màu mỡ của yêu thương. Không ai có thể diễn tả được tình yêu là gì, nhưng có thể nói đôi điều về miền đất có thể nảy sinh tình yêu. Đó chính là sự hy sinh tự nguyện. Sự hy sinh làm cho người ta trở thành người, làm cho ta thành bạn của người bên cạnh. Trước khi có thể nhìn nhận người bên cạnh là người, là bạn của chính mình, và lòng nhân ái trên vùng đất hy sinh, tình yêu đâm chồi và kết hoa nhân ái. Trái của nó là tất cả những gì chúng ta nhận thấy. Ai dám bảo rằng đó là điều không cần thiết trong cuộc sống thực dụng hôm nay? Hoa nhân ái rất dễ nhưng cũng rất khó trồng tỉa, rất dễ nhưng cũng rất khó trao tặng, rất dễ nhưng cũng rất khó đón nhận, rất dễ nhưng cũng rất khó nhận ra. Điều khó dễ ấy là do tình yêu nơi người cho và kẻ nhận. Bởi cho không phải là dư của và nhận không phải do thiếu thốn, nhưng là tất cả người cho và kẻ nhận đã cảm thấy khuôn mặt của tình yêu và cố gắng diễn tả tình yêu ấy. Lời Đức Chúa Trời cho biết, dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu, thì tôi chỉ như chiên còng rền vang hay chập chỏa cua tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri và quán thông mọi huyền nhiệm và mọi ngành tri thức, dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi có thể dời non chuyển núi, nhưng không có tình yêu thì tôi cũng chẳng ra gì. Dù tôi có đem hết của cải tài sản ra bố thí hay hiến thân để chịu hỏa thiêu, nhưng không có tình yêu thì những điều ấy cũng chẳng ích lợi gì cho tôi. Tình yêu sẽ trường tồn mãi mãi. Cô-rinh-tô nhất chương 13 từ câu 1 đến câu 3 và câu 8. Câu gốc suy gẫm. Chính vì lý do đó mà anh chị em hãy cố gắng hết sức để thêm cho đức tin mình đức hạnh, thêm cho đức hạnh tri thức, thêm cho tri thức tiết độ, thêm cho tiết độ kiên nhẫn, thêm cho kiên nhẫn lòng tin kính, thêm cho lòng tin kính tình thương mến lẫn nhau, và thêm cho tình thương mến lẫn nhau tình yêu vô điều kiện. Phi-e-rơ nhì chương 1 từ câu 5 đến câu 7. Muốn thật hết lòng.